Mày yên tâm, có chuyện gì cần á, mày phone một tiếng là có mặt tụi tao liền. Được, vô. Mày sao rồi mày? Bình thường ăn nhậu về nói nhiều lắm mà, sao hôm nay tự nhiên im ru vậy? Giang nhiều chuyện thành Giang ít chuyện hả? Đâu có gì đâu. Bây giờ hai người tìm đề tài đi, rồi tôi nói theo cũng được mà. Đề tài gì? Tao nói trước mày nghe nha, mày không quay lại rước cút là mày đừng có hối hận đó. Hối hận gì mà hối hận? Bây giờ tao bình thản lắm, chỉ cần cút vui là tao vui rồi. Mày cũng cao thượng quá ha. Mai á, mai đứng ở giữa cho nên là bây giờ mai cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà với lại mai thấy con Cúc nó... Thôi mà Mai, Giang nói rồi, Giang rất là bình thường. Hình như dạo này giữa anh Bình với Hồng có xảy ra chuyện gì hả? Nếu mà anh Bình thích Hồng thì anh Bình đừng làm cho Hồng buồn nữa. Thật sự giữa Bình và Hồng không có gì hết. Bình không muốn Hồng đặt quá nhiều tình cảm ở Bình. Đơn giản là khi đi bên Hồng, Bình không có cảm giác bằng khi đi với Cúc. Ủa, mày mặc cái áo của tao hả? thì tao thấy cái áo của mày đẹp đẹp, tao mặc thử, ai ngờ mặc luôn rồi nào không biết luôn. Thôi được rồi, để tao vô tao giặt cho mày, sáng mai nó khô liền ha. Thôi, có gì đâu, mày để mày mặc đi. Dù sao cái áo đó cũng lỗi thời rồi, tao tính dục á. Mày thích thì mày cứ việc lấy mà. Mày làm gì dạo này mày nhiều tiền quá vậy? Mày không cần biết là tao làm gì tao có thật là nhiều tiền, mà mày chỉ cần biết là dĩ bây giờ khác dĩ ngày xưa rồi. Ừ, hồi nãy á, tụi tao đi ăn mừng trà lãnh học bổng có gọi cho mày á. Tại máy tao hết pin. Có Tùng đi không mày? Tất nhiên là có Tùng rồi. Hình như Tùng có dễ buồn buồn khi không có mày á. Tùng buồn buồn hả? Hình như vậy. Tôi gặp Tùng với Quốc ở trong thư viện á. Dạo này á, thằng Quốc nó không chịu học lắm á. Bữa nay được chàng trở về, vui quá nên không ngủ được hả? Hồi nãy Bình nói là đi với Hồng Bình không có cảm giác giống như đi bên Cúc. Con trai thì phải vậy chứ, thích hay không thích thì phải nói với người ta biết. Mà Cúc trả lời sao? Cúc run quá không biết nói gì hết á. Cúc thấy im lặng là an toàn nhất. Trời đất ơi, ngốc quá đi à. Người ta đã lấy hết can đảm để nói ra với mình. Thích thì gật đầu, còn không thì thôi, có gì đâu. Cúc ngại, Cúc không muốn mình trở thành kẻ cướp tình yêu của người khác, mà cũng không muốn làm cho Hồng buồn nữa. Cúc suy nghĩ lung tung quá. Tình cảm là thứ không thể nhún nhường hay chiếm đoạt được, Cúc hiểu không?
Mà Tùng nghĩ á, là quan trọng là do Bình với Cúc, chứ Hồng có liên quan gì đâu. Ừ, chuyện của người ta thì hay lắm, nói giống như chuyên gia vậy đó. Còn chuyện của mình thì bế tắc. Bế tắc hồi nào? Không bế tắc mà trằn trọc không ngủ được đó. Ờ thì chuyên gia cũng phải có lúc bí chứ, đâu phải lúc nào cũng giỏi đâu. Con bị đặt nữa chứ, ghẹo lại tôi à? Đoan, chạy từ từ thôi Đoan. Làm gì mà như ma đuổi vậy? Công an thổi là chết luôn á. Từ từ thôi Đoan. Sắp đến giờ Khoa và Thái Dân ra sân bay rồi. Đi nhanh không trễ á. Đi tiễn Khoa thì Đoan đi một mình thôi. Tự nhiên kéo trà theo làm gì? Mới sáng sớm mà. Trà sẽ hiểu ngay thôi mà. Hai đứa tụi con nghe lời ba mẹ, chịu đi du học như vậy ba mẹ vui lắm. Nè, qua bên đó hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn cơm không có được bỏ bữa đó nghe chưa? Dạ. Hai con cố gắng tập trung vào việc học. Sức khỏe của mẹ con có ba lo rồi. Thỉnh thoảng sắp xếp được công việc, ba mẹ sẽ qua thăm tụi con. Hai con không phải lo gì hết. Nè, có gì khó khăn á thì tụi con phải gọi điện về cho ba mẹ liền nghe không? Dạ. Con à, bên đó lạnh lắm, nhớ màu ấm luôn nghe con. Kìa, tụi con sao vậy? Dạ, đâu có gì đâu mẹ. Thôi, mình ra xe đi, cũng tới giờ rồi đó. Dạ, dạ. Còn sớm mà ba, từ từ đi. Dạ đúng rồi đó, còn sớm mà. Với lại ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. À, có gì thì nhớ gửi mail bệnh cho con. Rồi con chụp hình gửi gì cho ba mẹ hen. Dạ, chào hai bác, chào cô. Con tới tiễn Khoa và Thái Dân. Con tưởng trễ rồi, hóa ra cũng còn kịp. May quá. Cả nhà cũng tính ra sân bay đó con. Dạ. Đúng là em cũng tưởng anh tới không kịp á. À, đây là Trà, bạn gái của Đoàn. Dạ, cô chào mọi người. Nè, ghê quá nha. Vậy mà giấu em với anh Khoa từ đó đến giờ. Gấp rút quá, không mua gì tặng Thế Dân làm kỷ niệm được. Thông cảm nha. Trời ơi, thân như vậy mà còn quà cáp cái gì nữa, khùng hả? Thôi được rồi, tí nữa ra sân bay chung tụi em luôn nha. Đoàn đi công việc rồi, tới đi tiễn được thôi. Thôi, cũng trễ rồi, mình ra sân bay là được rồi đó. Đi. Vậy thôi, tụi em đi. Có gì hai người ở nhà có tin vui nhớ báo nha. Tất nhiên rồi, hai người cũng vậy nha. Bye bye. Ok, bye.